bán nhà Hà Nội, mặt tiền rộng, diện tích rộng, ô tô 7 chỗ vào nhà, thiết kế thông sàn, có thang máy và kinh doanh tốt. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm trong khu phân lô sát khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Với diện tích là 63m², mặt tiền 4,8m và được xây dựng 7 tầng, thiết kế có thang máy. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà của chúng ta thì chỉ quanh 13 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để được đi xem trực tiếp và hoàn toàn miễn phí căn nhà tại khu đô thị Đền Lừ này. Còn bây giờ, em sẽ mời anh chị đi xem trước qua video này anh chị nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà Hà Nội, mặt tiền rộng, diện tích rộng, ô tô 7 chỗ vào nhà, thiết kế thông sàn, có thang máy và kinh doanh tốt. Nằm trong khu phân lô cạnh với lại khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 63m², mặt tiền 4,8m và được xây dựng 7 tầng. Thiết kế thông sàn anh chị nhé. Thông sàn từ tầng 1 lên tầng 3. Tầng 4, tầng 5 mỗi tầng 2 phòng ngủ, tầng 6 sẽ là phòng bếp, phòng khách, tầng 7 là phòng thờ sân phơi. Căn nhà của chúng ta thì là có hướng chính đông, thiết kế thì rất là hiện đại rồi. Đấy, từ nhà của chúng ta ra đến mặt ngõ trục chính thì chỉ khoảng độ 10m thôi anh chị nhé. Ở căn nhà chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông, ô tô 7 chỗ đi lại thoải mái, ngõ thông thoáng, kinh doanh tốt. Nhà thì hướng cực kỳ đẹp rồi, mát mẻ rồi. Rồi, em có em Phương lát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này. Ở dưới vị trí tầng 1 này thì chúng ta có thể thiết kế kinh doanh hoặc có thể để làm gara ô tô. Đấy, cái này thì nó sẽ phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình. Đấy. Với những căn nhà mặt tiền rộng gần 5m như thế này mà diện tích lại hơn 60m nữa thì ở những vị trí như thế này thì chúng ta có thể kinh doanh tốt hoặc là làm văn phòng. Cũng như với thiết kế như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể là spa. Hiện tại thì cái hệ thống spa làm đẹp của Việt Nam mình thì đang rất là phát triển. Những anh chị nào mà đang làm spa thì có thể tham khảo những căn nhà như này nhé. Trong tầm tiền thì hơn 10 tỷ. Đấy, quanh quanh 13 tỷ thì với những căn nhà diện tích rộng mà để làm được spa như thế này. Đấy, rất là hợp lý. Mặt tiền gần 5m thì đương nhiên rồi, sẽ cho phép chúng ta sẽ thiết kế được thang bộ, thang máy và nhà vệ sinh ở cùng một phía. Căn nhà chúng ta thì có thể thoáng đằng sau nữa anh chị nhé. Đấy, phía sau để mở được cửa sổ hết anh chị này, có khe thoáng hơn 1m phía sau nữa, rất là rộng. Đây là khu vực tầng 3 của chúng ta. Tầng 3 này thì để thông sàn, để thông sàn. Đấy, rộng mênh mông luôn. Đường xá rộng rãi, nhà cửa thoáng mát. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Đền Lừ này thì em cũng còn một vài căn nữa tầm tiền quanh quanh 10 tỷ. Đấy, diện tích có thể trên dưới như căn này. Đấy, quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì có thể điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Rồi, chúng ta sẽ lên tầng 4. Thang máy Fuji 405 kg. Như thế này sẽ khá là thoáng này. Tầng 4 của chúng ta thì sẽ thiết kế làm 2 phòng ngủ, tầng 4, tầng 5. 2 phòng ngủ vệ sinh khép kín anh chị nhé. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ rồi. Đấy, còn tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì sẽ sử dụng mục đích là kinh doanh. Đấy, vệ sinh khép kín luôn ở đây. Điều hệ thống điều hòa thì đã đi sẵn, chờ sẵn ở trong tường rồi. Chúng ta chỉ việc về lắp đặt thôi, nó sẽ rất là tiện cho chúng ta về sử dụng sau này. Đây là nhà vệ sinh này, một phòng phía ngoài. Hiện tại thì em đang quay vào tầm sáng sớm, hướng chính đông trên mặt trời phía trước nó hơi chói. Tầng 5 là của chúng ta thì cũng tương tự tầng 4 thôi. Thiết kế dạng như thế này thì nó sẽ đủ chúng ta sử dụng 4 phòng ngủ rồi. Đấy, tầng
6 sẽ là sinh hoạt chung, tầng 7 là phòng thờ sân phơi. Đấy, trên đấy chúng ta thì sử dụng rất là nhiều thứ được. Tầng này cũng tương tự tầng dưới thôi, em sẽ quay qua nhanh rồi chúng ta sẽ lên tầng trên. Tầng 6 của chúng ta sẽ là nơi sinh hoạt chính của gia đình, và đây cũng là một form thiết kế rất là mới. Thông sang bếp ở phía trong này và phòng khách ở phía ngoài. Phòng khách của chúng ta sẽ ở đây. Một sàn 60m như thế này thì chúng ta hoàn toàn sẽ thiết kế phòng bếp phòng khách rất là hợp lý như thế này, rất là hiện đại luôn. Đấy, đương nhiên thì với form thiết kế này chúng ta sẽ có được nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh ở trên này nữa. Đấy, rất thoáng luôn. Thực ra ở đây vẫn có một phương án nữa để tăng cái diện tích này lên, đó chính là chúng ta sẽ bỏ khung cửa đi và sẽ lắp sát vào khu vực này. Đấy, là cái không gian sử dụng của chúng ta sẽ rộng hơn nữa. Đấy là như anh chị nào cần rộng rộng hơn, còn như này đã đủ sử dụng rồi. Đây là khu vực tầng 7 của chúng ta, là khu vực phòng thờ. Đấy, phòng thờ rồi sân phơi phía ngoài. Đấy, rất là rộng luôn, rất rộng thoáng. Còn bên này thì sẽ là khu đô thị đèn lư. Đấy, hồ đèn lư bên này. Rồi phía trên bên này là khu vực Time City, rồi lên khu vực phố cổ ở trên này, rất là tiện thôi. Anh chị thấy sao về một mẫu nhà hơn 60m, mặt tiền 4,8m, thiết kế 7 tầng như thế này? Đấy, kinh doanh tốt đây anh chị này. Đấy, khu này kinh doanh thì khá là ok. Đấy, anh chị nghĩ sao về mức giá này cũng như thiết kế của căn nhà này? Anh chị thấy hợp lý hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên gọi điện thoại cho em Phương ngay để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.